Và tối hôm nay ở Sài Gòn chúng ta sẽ ăn hủ tiếu mì thập cẩm nha. Tô này có giá chỉ 40.000 đồng thôi. Có tôm, có thịt và có sa tế thơm và cay nữa các bạn. Hủ tiếu mì người Hoa ngay quận 6, gần chợ Phú Lâm. À, bây giờ là khoảng độ 6 giờ rưỡi tối các bạn. Ngày 20 tháng 4 2023 ha. Sài Gòn trời đang mưa. Hồi chiều này khoảng độ 4 giờ trời có mưa. Mưa lâm râm thôi. Bây giờ mình nghĩ trời sẽ mưa lớn hơn đó. Sài Gòn chắc vào mùa mưa rồi. Và từ bùng binh Phú Lâm ha, chúng ta chạy vào đây. Đây chính là đường Tân Hòa Đông, quận 6. Con đường này buổi tối các bạn bán rất nhiều đồ ăn uống nha. Rồi, chạy tiếp. Hết đèn đỏ rồi. Các bạn thấy là lưu lượng xe cộ khá là đông đúng không? Và chạy tới đây, mình góc tay trái chính là chợ Phú Lâm các bạn nha. Bên góc tay phải là lẩu bò, rồi xa xa chúng ta thấy cơm tấm đêm. Và tới đây là sủi cảo, há cảo, hột vịt lộn. Tiếp tục cơm tấm đêm. Tới nữa là gà ác tiềm nè, ốc heo nè. À, rất nhiều sầu riêng bên phía tay phải. Chạy thêm một đoạn nữa thì quán hủ tiếu mì nằm bên phía tay phải luôn nha. Đây, chúng ta chuẩn bị tới đây nha. Ngầu Ký, phía trước mặt, bên góc tay phải. Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng hơn 7 giờ rưỡi tối, ngày 20 tháng 4 2023 ha. Sài Gòn trời hết mưa nè. Và bây giờ mình đang có mặt trên đường Tân Hòa Đông. Ở đây là phường 14 quận 6 các bạn ha. Tối hôm nay chúng ta đến đây để ăn mì sủi cảo và hủ tiếu mì thập cẩm. Vị trí đây là tiệm hủ tiếu mì Ngầu Ký số 138 Tân Hòa Đông, số điện thoại 0933 489 844. Rất đông khách các bạn, phải đợi nha. Đầu bếp Nói dùng xe luôn chứ các bạn. Ở qua nhà đó. Vô luôn không? Không, vô luôn. Ê, thầm đậm gì không? Hôm nay có một chuyện, mấy đứa về nhà nghỉ hết rồi. Mùng 1 ngày rằm chuẩn bán từ sáng tới khoảng độ từ 6 giờ sáng rồi đấy ha, tới khoảng độ 10 giờ sáng, chiều là từ 4 giờ tới khoảng độ 9 giờ. 9 giờ mấy tối? Dạ. Giờ hết sớm thì sớm rồi. Dạ.
mì tập cẩm này, cái này cảo không là gì? Mình bán đi được bao nhiêu năm mà anh Trang? Còn cái cảo nào nữa không? Quên, còn cái cảo nữa không em? Thôi đi vô luôn. Cái này 40 ngàn hả? Dạ dạ. Dạ ok, cảm ơn. Vô dây tô 40. Cho coi chừng cho tôi. Ok. Cái tô này 40 ngàn nè. Đây, tô hủ tiếu mì thập cẩm 40 ngàn đồng ha. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy có một con tôm nè, con tôm khá là lớn. Cái chiều ngang nó bằng khoảng độ ngón tay cái các bạn. Ở đây sẽ có thêm hai cái miếng tim. Và họ sắc khá là dày. Tiếp tục chúng ta có mấy miếng thịt nha. Cảm giác là mềm đó. Và đây là sợi mì nè. Sợi mì này cũng tương đối dai thôi. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ có phần sa tế thơm và cay. Rồi cái nữa là phần sủi cảo có 3 viên nha, với mì bên dưới. Tô này có giá cũng chỉ 40 ngàn đồng. Và rất nhiều những tép mỡ. Nhìn đã ha, 40 ngàn đồng thôi các bạn. Đây sẵn cái phần sủi cảo đó các bạn xem nha. Đó. Bên trong có thịt như có tôm. Một phần tôm nhỏ. Rồi chúng ta tập trung nha. Ăn xong thì sẽ nhận xét. Mình đã ăn xong tô hủ tiếu mì thập cẩm ha. Chạy ra đây Co-op-mart ngay Bùng Binh Phú Lâm. Sau đây là phần nhận xét của mình. Về không gian của quán tương đối là nhỏ các bạn. Mình vừa ăn hủ tiếu mì vừa cảm nhận cái nóng. Thực sự là nóng các bạn, mấy ngày nay ở Sài Gòn và đổ mồ hôi. Do bên trong quán cũng chỉ có một cái quạt và cái trần nó cũng không có cao nữa. Đây là một cái điểm mình cảm thấy là hơi mệt chút xíu vào cái mùa hè. Vào tháng 4, tháng 5. Mình nghĩ là quán nên trang bị thêm mấy cái quạt nữa. Bây giờ chúng ta nhận xét về mảng thức ăn. Thì với giá 40 ngàn đồng, đây là một tô thủ tiếu mì thập cẩm mình thấy ngon các bạn. Ngon từ phần nước lèo, ở đây là nước lèo vị của người Hoa nha. Theo khinh thứ là ngọt thanh. Mặc dù là không phải xuất sắc gì nhưng mà nói chung là nó ngon. Cái thứ hai đó về phần nguyên liệu thì ở đây con tôm thì sẽ rất là tươi. Tuy nhiên con tôm này không có bóc vỏ và cũng chưa có lấy chỉ. Cái điểm nữa là cái phần thịt rất là mềm và ngon. Rồi thêm tới cái phần tim họ sắc dày, ăn ngon, không có bị tanh hôi các bạn. Cái phần cực xử lý cũng tốt luôn. Cái phần sa tế xảo rất thơm các bạn, chấm nước đã. Rồi qua tới phần sủi cảo thì mình thấy là có tất cả là 3 viên sủi cảo trên cái tô mì của Minh. Thì mình lấy một viên mình ăn thử, cái phần sủi cảo cũng ngon luôn. Phần thịt bên trong với phần tôm. Cơ bản là 40 ngàn, đây là một điểm ăn hủ tiếu mì và sủi cảo được. Chỉ có cái điểm mình đã mình nói là cái thời tiết nó nóng và cái không gian cảm hơi nhỏ. Một điểm nữa là cái chỗ mà nấu nướng á, thì mình có cảm giác nhà đầu bếp hơi bị rối chút xíu. Có thể là lượng khách của họ đông rồi có một mình ảnh đứng nấu, và đôi khi là cái động tác của ảnh mình đứng mình quan sát nó hơi bị rối. Rồi bây giờ là Bùng Binh Phú Lâm các bạn ha. Các bạn thấy ở đây bán bánh tráng rất nhiều, rồi bán bắp luộc cũng nhiều luôn đó. Có một cái điểm là mình chưa ăn cái phần xá xíu và cái phần cá của ảnh, mà nghe nói là anh Cường á, trên nhóm Chợ Lớn Sài Gòn anh Cường nói là cái phần cá rất ngon, xử lý rất tốt. Da gà chiên, tép mỡ vú heo, bông xôi hột mít, bắp nữ hoàng đỏ. Wow, bắp đã quá trời. Sorry. Từ Bùng Binh Phú Lâm này chúng ta cứ chạy vô là tới các bạn nha. Theo đường Tân Hòa Đông số 138. Bây giờ chắc sẽ mua một trái bắp quá. Để họ giá trái bắp nhiều nha. Bán cho trái bắp đi cô ơi. Nhiêu tiền cô? Dạ 12 ngàn. Giờ cho con trái thôi cô. Thơm quá. Bán từ mấy giờ tới mấy giờ vậy cô hả? Mấy giờ bán tới 11. Dạ rồi, để con trả tiền nha. Như vậy là có bắp Mỹ với bắp nếp luôn. Hai loại. Bắp nếp cũng 12 ngàn luôn hả cô? Bắp nếp 10 ngàn. Đã chưa?
lại bạn nào thích ăn bếp ngay vùng bên Phú Lâm nha, ghé qua. Ôi nó thơm quá trời luôn, có lá dứa nữa nè. Còn bán gì nữa không cô? Ngoài bắp thôi hả? Bắp thôi ha. Góc này bán được bao nhiêu năm rồi cô? Mấy 20 năm rồi ha. Dạ. Rồi. Bắp bùng binh Phú Lâm. Và trên đường trở về nhà ha, mình sẽ quay cầu vượt cây gõ cho các bạn xem luôn. Quận 6, quận 5, quận 8. Tuốt xa đằng kia chúng ta thấy hai cái tòa nhà bên góc tay phải, góc tay trái các bạn nha. Cả hai tòa nhà đều một cái màu đen. Bên góc tay trái chính là Thuận Kiều Plaza đó. Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy. Một cái màu rất là tối, từ góc nhìn này xuống. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Bây giờ là đường Hồng Bàng.